Wow đây, ứng dụng hẹn hò đầu tiên khuyến khích người dùng tạo một buổi hẹn và gặp gỡ nhau ngoài đời thật. Xin chào mọi người đang cùng quay trở lại với Tỏ Tình Hoàng Mỹ. Vừa rồi là phần từ khóa, còn bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn rung động và xác nhận lại liệu cô ấy có muốn tỏ tình với anh chàng mà cô ấy đã rung động hay không. Và chúng ta vẫn chưa biết mặt của Nabi phải không nào? Bây giờ sẽ không giấu các bạn nữa, Nabi sẽ lộ diện trên sân khấu của Tỏ Tình Hoàng Mỹ. Xin mời Nabi. Chào Nabi. Dạ, em chào chị. Em xinh đẹp như giọng nói của em vậy đó. Dạ, chào chị Trinh và chào tất cả mọi người ở đây vậy. Chào em. Ghét bà quá à. Sao vậy? Tự nhiên em đang giữ một cái hình tượng rất là mafia, rất là khu ngầu, tự nhiên cái... Khóc ơi là khóc là tại một mình Nabi đó. Không, nhìn em xuất hiện là anh biết rồi. Đây, bây giờ em sẽ click vào trong dấu cộng để xác nhận tạo một cuộc hẹn. Ngay căn phòng phía sau là căn phòng tình yêu rất là ngọt ngào dành cho hai người. Tụi em sẽ có hẳn một tiếng đồng hồ để trò chuyện, kết nối với nhau và chia sẻ. Em có muốn chọn người đó không? Rất dứt khoát và nhanh chóng, bạn này đúng không? Dạ. Rồi, chị xác nhận nha. Còn bây giờ sẽ là giây phút tỏ tình ngược. Đây chính là Nabi, một cô gái rất xinh xắn, mỏng manh, với khung xương nhỏ nhắn, mái tóc đen bồng bềnh, một gương mặt xinh đẹp, thanh tú. Và chúng ta đã nghe câu chuyện của Nabi. Bạn ấy chỉ vừa xuất hiện có vài từ khóa mà lấy bao nhiêu là nước mắt của mọi người. Những câu chuyện đều có sức nặng. Và bạn ấy là người muốn quay lại chương trình. À dạ, thật ra thì mục đích ban đầu của em là đến đây chỉ vì một người thôi. Nên là em muốn bỏ qua phần này ạ. Em không muốn có phần tỏ tình ngược ạ. Tiếc quá, trời ơi. Xin lỗi mọi người. Em đau lòng quá. Vâng. Rồi. Vậy em thì muốn, mình sẽ bỏ đi phần. Em muốn là em sẽ tỏ tình luôn. Ok. Vậy thì chúng ta sẽ bỏ qua phần tỏ tình ngược theo ý của bạn Nabi. Và Nabi muốn đến thẳng đến phần tỏ tình ngay và luôn. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng với Nabi đến với câu chuyện của tỏ tình. Chào mọi người ạ. Em tên thật là Kim Thanh ạ. Và cái tên Nabi chỉ là cái tên mà em thích. Và nhân vật này nếu như mà ai có xem phim thì chắc là cũng sẽ biết. Vì sao em lấy cái tên này để giả? Thì tại vì nhân vật nữ chính có tính cách khá là giống em, nội tâm khá là giống em, nên là em lấy để lừa mọi người một tí thôi. Cái này cũng không phải là biệt danh của em đâu nha. Em chỉ có một cái tên đó là Kim Thanh thôi. Và ngày hôm nay em đến đây là vì một người. Như ban đầu em cũng có nói, trước khi mà em tỏ tình thì mời mọi người hãy xem ở trên bàn của mình có những cái lá thư á. Em mời mọi người theo thứ tự lần lượt đọc lên những cái nội dung ở bên trong lá thư của mình nè. Vina sẽ đọc trước. Em hôm nay đã khác rồi, không còn là cô bé ngại ngùng chờ anh chủ động nữa. Sự thật là em vẫn chưa thể quên được anh. Sự im lặng chờ đợi này thật quá đáng sợ với em. Nếu là sự kết thúc hay sự khởi đầu, cũng mong anh hãy nói một lời thật dứt khoát. Em đã từng rất hạnh phúc, đã từng nghĩ rằng mình là cô gái may mắn nhất trên đời khi có anh. Giờ chỉ còn nỗi nhớ và một mình em nhận lấy. À...
Sao thế Đức Anh? Không biết có bao giờ anh đã từng nghĩ đến em chưa? Còn em bây giờ vẫn đang lê đôi chân dạo bước qua những nơi chúng ta từng hẹn hò năm ấy. Trung tâm cho đến quận 12, Thủ Đức, nơi nào chúng ta đã có những kỷ niệm thật đẹp cùng nhau. Hôm nay em đã có mặt tại đây, anh phải nhớ là trả lời câu hỏi mà 3 năm nay chúng ta vẫn đang bỏ ngỏ. Hãy bắt đầu từ một kết thúc mở nhé. Đây là những dòng nhật ký của em muốn gửi tới người đó. Và bây giờ em mời mọi người hãy xem một đoạn clip ngắn nha. Ok. Người đó lên thì em muốn mọi người là hãy đọc những cái từ mà theo số thứ tự ghế ngồi của mình có trong bức thư lên à, để ghép nó lại với nhau à. Em thật sự rất nhớ. Em thật sự rất nhớ. Anh Lê Đức. Anh. Trái tim, không biết đọc sao ha. Trái tim. Đây, để làm trái tim nha mọi người. Từ đó là em thật sự rất nhớ anh Lê Đức Anh nè. Mời anh lên với em. Rất nhiều những chứng minh rằng em có thể mang bạn ấy về đúng không? Dạ, em chỉ có một trái tim chân thành thôi. Thật ra là vì em quá cứng nhắc nên là em đã bỏ lỡ người đó. Nghĩa thứ hai của cái từ này cũng có nghĩa là em thường hay đi tới cũng như thường hay nhìn thấy những hình ảnh xưa cũ của em và chàng trai. Thật sự thì nếu không nhìn thấy mình sẽ rất là nhớ. Nhưng mà mỗi ngày mình đều nhìn thấy nó, mình đều mường tượng ra được hình ảnh xưa cũ thì mình cảm thấy rất là đau. Mình
không thể chạm vào nó nữa và mình thấy nó không thể nào tiếp tục diễn ra nữa. Em đến đây là em đang dậy sóng kiểu hừng hực. Em muốn lôi kéo người đó về. Từ lúc vào Sài Gòn giờ em chỉ có 2 mối tình thôi, hơn 5 năm rồi. Chính vì ít nên là mới sâu sắc. Thế thì có thể là bây giờ quay lại rồi. Đấy, 5 năm cơ mà. Và giống như một câu nói, một cái thông điệp em muốn gửi tới chàng trai của em là em thật sự cần anh ở đây ngay bây giờ. Và em rất là nhớ anh. Nhìn thấy em ở đây anh cảm thấy như thế nào? Anh không biết nữa. Kiểu anh không nghĩ là em lại lên đây. Như nãy giờ em có chia sẻ thì rất là lâu rồi mình không có gặp nhau. Chắc là anh cũng bất ngờ khi em đứng đây đúng không? Thật sự là em rất là nhớ anh. Anh không biết sao nữa nhưng mà từ khi anh nhìn thấy em á, xong kiểu anh một cách rất là nhanh trong đầu anh luôn á, xong nó chạy về tất cả những cái thứ mà kiểu về em á. Xong rồi khi anh đọc cái câu mà em viết, anh không biết là em có cố tình để anh đọc câu đấy không, nhưng mà thật sự là anh không biết sao nhìn cái câu đấy anh rất là xúc động luôn á. Thật ra nó là cố tình thiệt mà. Em tới đây cũng là cố tình mà. Mình nói chuyện ở đây cũng không có tiện nên là em mời anh vào không gian em chuẩn bị ha. Đẹp quá vậy. Chắc là bối cảnh ở nhà quá. Khoan từ từ. Anh có nhớ cái chỗ đó không? Xem qua đây. Đây nè, cái ghế nè. Nhớ không? Đây là cái nơi mà anh ở nhà em mấy ngày liền, bấm điện thoại chỉ để ở bên em. Mình nắm tay luôn. Sao em lạnh đấy? Ở đó là ngoài ban công, nơi mà mình hay làm mấy trò con bò ở ngoài đó, nhớ không? Anh nhớ là anh hay hát và đàn cho em ở ngoài ban công không? Tất cả mọi thứ ở đây đều là không gian của nhà em và em nghĩ là anh sẽ nhớ. Ngồi. Anh đang cảm thấy sao vậy? Anh không biết sao nữa, kiểu anh không biết cảm xúc của anh bây giờ nó là như thế nào luôn á. Đúng là chương trình luôn luôn cho biết cho anh bất ngờ. Nhưng mà lúc nãy mấy từ khóa của em thì anh có hơi nhận ra em không? Tại vì nó cũng khá là dễ đoán mà. Anh nhận ra khoảng 30%. Anh chỉ ngờ ngỡ thôi. Ở đây là không gian của nhà em, là nơi mà em với anh đã từng có rất là nhiều kỷ niệm với nhau. Và ngày hôm nay em tới đây em muốn ôm lại những kỷ niệm đó cùng với anh. Như em đã nói thì em muốn có một câu trả lời cho mối quan hệ của mình. Em theo dõi anh ở chương trình rất là lâu rồi, từ những ngày đầu mà anh tham gia. Lúc trước em vẫn còn nhớ là lúc mà tụi mình quen nhau á, anh chưa có gì, anh chưa phải là một người có nhiều fan hâm mộ. Em cũng vậy, em cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi.
Em vẫn nhớ là tụi mình đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp với nhau. Đơn giản lắm, nó không có gì cầu kỳ hết á. Mình đi chơi qua những con phố nè, mình đi với nhau trên con xe cà tàng của em. Lúc đó anh chưa có xe, lúc đó tụi mình chưa có gì hết. Nhưng mà tụi mình đã rất là vui, rất là hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ anh có tất cả, em cũng có tất cả, thì mình lại mất nhau rồi. Em đã tổn thương khi người quay bước, đôi tay run run ôm con tim đầy vết xước, ta lạc mất nhau. Anh có nhớ kỷ niệm đầu tiên của mình là ở đâu không? Lần đầu tiên mà mình bắt đầu mối quan hệ á, là mình cũng gặp vừa một thời gian rồi xong mới đến cái khung cảnh đấy đúng không? Là đến cái nơi đấy đúng không? Thì hình như là ở đâu nhỉ? Ở đó là một cái rạp chiếu phim. Anh có biết là lần đó anh nói gì với em không? Lần đó anh nói là anh muốn có một mối quan hệ rõ ràng với em. Đúng rồi. Và làm gì đấy? Làm gì đấy? Câu nói đó là một nụ hôn lên trán giống như là cách mà em vừa mới làm. Lúc đó thì em không có trả lời liền, nhưng mà tụi mình cũng đã có một cái khoảng im lặng với nhau khá là lâu. Và rồi thì mình cũng đã nói chuyện lại với nhau. Nhưng mà anh biết tại sao lúc đó em không trả lời liền không? Bởi vì em nghĩ là em ngộ nhận. Em sợ là mình hiểu lầm ý của anh. Tại vì lúc anh kêu là mình muốn có một mối quan hệ rõ ràng với em, muốn hai đứa bắt đầu, nhưng mà anh không nói là mối quan hệ đó là mối quan hệ gì, là bạn bè hay là người yêu. Thật ra lúc đấy anh lại tưởng là em không thích anh. Tại vì cái tính của anh á là kiểu ai mà im lặng hoặc là kiểu anh cảm thấy người đấy muốn né tránh một cái gì đấy với anh á, thì anh sẽ kiểu tự động anh rút lui để cho kiểu không khó xử đôi bên á. Thì anh đã nghĩ là chắc là Thanh nó không thích mình hay là gì đó. Có, em có hiểu tính anh mà. Em không hiểu là anh cũng không biết ai mới hiểu anh luôn á. Sau đó thì bởi vì em biết là trong lòng em cũng có anh nữa. Em biết là em cũng thích anh. Em biết là qua những lần mình đi chơi với nhau, qua những lần mình hẹn hò với nhau, thật sự lúc đó cũng chưa có bắt đầu mối quan hệ, nhưng mà em biết mình có tình cảm với anh thì những điều đó nó mới xảy ra được. Nên là tụi mình cứ vậy mà quen nhau, cứ vậy mà tự hiểu rồi tự tới với nhau, kéo dài một khoảng thời gian sau nữa. Thật ra thì em biết anh là một người khá tự tin đúng không? Nhưng mà anh không hiểu sao hôm nay á, anh ngồi trước mặt em á, kiểu anh cứ không biết sao nữa, nhưng mà anh không cảm nhận được anh của thường ngày á. Rồi để anh lấy lại tinh thần. Thật ra thì tất cả những cái khung cảnh này á, khi anh nhìn là anh nhận ra ngay. Cái lúc mình quen nhau là 2019, cách đây 3 năm. Thì lúc đấy anh mới vào Sài Gòn được 1-2 năm. Anh có nhớ kỷ niệm đáng nhớ nhất ở trong ngôi nhà này là cái gì không? Chắc là anh nghĩ là cái gì ta? Tại vì là cũng nhiều cái á. Em thường hay nấu ăn cho anh ăn á. Thì hôm nay Từ Để anh đoán. Để anh đoán trong này có gì nhá. Đoán nữa, hiểu ý quá rồi mà. Không, nhưng mà chắc chắn là sẽ có canh. Không sai hả? Sai rồi. Nhưng mà lần nào anh cũng đòi ăn canh đúng không? Ngày xưa. Đúng rồi, nhưng mà bữa nay xin lỗi anh là em không có nấu canh. Ủa? Thế em nấu món gì ta?
con chín thôi. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Anh nhìn không biết hả? Đây là cái gì? À, đây là sườn. Đây là cái gì? Sườn chua ngọt hả? Không, sườn này chỉ có mặn thôi à. Chứ không có chua ngọt đâu. Vậy là em quên rồi. Em quên những cái anh hay ăn rồi. Có nhớ mà tại em không làm á. Để cho anh hụt hẫng chơi vậy đó. Ok. Đây để em em sẽ cho anh ăn một miếng thôi chứ không ăn nhiều. Nè okay. Mọi người biết không, Đức Anh nhìn vậy chứ thật ra rất là sao ta, gọi là truyền thống á mọi người. Đức Anh rất là thích ăn cái món gọi là canh rau muống mà vắt chanh. Nhưng mà rất là tiếc ngày hôm nay em không có nấu nên là chắc là hụt hẫng lắm. Đúng. Tại vì ngày xưa lúc nào anh cũng đòi ăn canh đó. Có những lần đó mà kiểu không có, xong anh mặt anh hơi buồn buồn á. Xong cái em, xong rồi em chắc là em cũng để ý. Xong rồi kiểu em chạy xuống siêu thị gần nhà, xong rồi em mua lên, xong rồi em nấu cho anh. Xong kiểu lúc đó anh cảm thấy kiểu vui á, có một người yêu kiểu rất là tinh tế luôn á. Xong rồi thật ra nếu mà em thật sự tinh tế thì em đã nấu rồi chứ không đợi anh ra hiệu. Không, nhưng mà em mất công mà. Ăn đi. Ok. Một người đói nhìn những người đang ăn. Em muốn đói anh à. Oh no. Ăn đi, che cho. Ủa, hay là lâu rồi không ăn vị lạ lạ đâu. Lạ là tại vì anh sắp quên em rồi đó, nên là anh thấy lạ. Đúng không? Nên hôm nay em phải gợi nhớ lại. Đừng có làm vậy. Sao này anh ăn ít quá vậy? Ok. Anh chỉ muốn ăn lại cái hương vị đó thôi. Tại vì bình thường anh ăn rất là nhiều. Em múc cơm đi lễ luôn á. Không, tới đó thôi. Em muốn thấy hình ảnh đó thiệt mà. Anh ăn thêm đi. Nhưng mà đây nhiều người lắm. Cho anh với. No. Thật ra là thấy anh ăn là em vui rồi. Mà anh không có nhận ra cái vị mà em nấu nên là cũng hơi buồn xíu. Không, chắc là do bà bán muối. Và hơi mặn à. Do bà bán thịt là gì mặn đó hả? À, không biết. Không phải, nó giống như tình của mình vậy, em mặn mà. Vẫn cắt. Lâu rồi vẫn hay thả tính dạo kìa. Thả tính có một mình Đức Anh à. Ok. Bây giờ không thả tính ai luôn. Đúng rồi. Rồi, ok. Đây là ký ức đầu tiên của mình rồi. Tiếp theo đó là anh có nhớ không gian này không? Ở đây là đâu ta? Nhà hàng The Lock. Anh có nhớ là anh đã đặt bàn tiệc ở đây, xong rồi mình đã đi hẹn hò vào ngày lễ tình nhân. Em vẫn nhớ là anh tặng cho em một cái món quà. Đó là một cái bộ mỹ phẩm. Thì bữa nay em không có đem tới được tại vì em xài hết rồi. Cái đó thì nó rất là nhiều thứ ở trong đó mà con gái thì ai cũng thích hết. Tức anh rất là tâm lý, mặc dù bên ngoài hay lắp bắp vậy thôi nhưng mà cực kỳ tâm lý nha. Không, giờ anh hết lắp bắp rồi. Giờ anh nói chuyện tự tin lắm. Nãy giờ thấy cả lầm nha. Không, em hỏi mọi người đi, kiểu anh nói chuyện một vấn đề gì anh rất là tự tin luôn á. Mà sao không hiểu sao. Kiểu chắc là tại kiểu anh đang bị kiểu hơi sang chấn tâm lý một tí. Như em cũng nói là lúc đó tụi mình thật ra không có gì hết. Nhưng mà anh vẫn dành những điều tốt nhất cho em. Và em cảm thấy những điều đó nó đủ với em. Em cảm thấy rất là quý trọng và em không muốn quên đi nó. Thật ra thì cái ngày anh với em quen nhau á, anh cũng chả có gì cả. Em cũng thế, em cũng đang công việc đồ này kia. Cái kinh tế đối với mình nó cũng không có được nhiều á. Nhưng mà anh vẫn nghĩ là anh vẫn muốn dành một cái điều gì đấy tốt cho em. Anh chỉ nghĩ đơn giản như thế thôi. Lúc đấy anh cũng nghĩ là chắc tặng Thanh cái này chắc Thanh cũng vui lắm ha. Kiểu anh nghĩ vậy thôi, nghĩ kiểu lúc đấy
3-4 năm trước mà kiểu suy nghĩ nó hồn nhiên lắm. Nếu mà nhớ lại thì anh thấy vui. Anh nghĩ là em vui hả? Em không vui à? Thật ra là em rất là vui, em rất là vui. Đúng rồi, đúng Thanh rồi. Không chật được. Ngoài ra là ngày hôm nay em không có mang cái bộ mỹ phẩm tới được. Nhưng mà anh có nhận ra là em có mang một món quà khác của anh tới không? Có. Là cái gì vậy? Dây chuyền. Ra đây là một cái cọng dây chuyền, nó đơn giản thôi. Nhưng mà em đã mang nó từ lúc mà anh tặng em cho tới tận bây giờ, kể cả khoảng thời gian mà mình chia tay nhau. Anh thấy từ khi em vừa ngồi xuống rồi. À, vậy là lúc em bước ra anh không thấy? À, lúc em bước ra thì nó hơi xa. Hơi xa cho nên anh phải thấy chứ, tại vì nó chiếu sáng tình yêu của anh mà. Anh phải thấy. Ok. Thì còn một cái nữa. Đợi em một xíu, em sẽ lấy nó lại đây cho anh coi. Cái này thì nó hơi to một xíu. Đây là cái áo đôi mà ngày xưa tụi mình mua với nhau. Thật ra thì em là một người cũng thích đồ đôi lắm, nhưng mà Đức Anh thì không có thích, ghét luôn á. Mà Đức Anh chiều em nên là hai đứa mua đại một cái áo thun giống nhau thôi. Rồi mặc như hai đứa điên vậy. Anh còn giữ áo không? Chắc không. Anh không. Tại anh không thích đồ đôi. Anh, chắc sao? Là còn ở nhà anh không biết. Pass nó qua đi. Bây giờ nó cũng cũ rồi, anh mua áo mới cho em là được. Tiếp theo. Đây là... Ôi, anh không nghĩ là em còn giữ những cái tấm hình này luôn á. Anh biết tại sao không? Tại vì ý nghĩa của những bức hình là những tấm ảnh sẽ vẫn luôn ở đó, chỉ có người thay đổi thôi. Thì thay đổi là em yêu anh nhiều hơn. Hay chọc gậy bánh xe đúng nha. Không hề. Anh lấy lại một tấm mà anh thích nhất đi. Dễ thương quá. Dễ thương à. Ê, ngày đấy kiểu để đầu nấm á. Kiểu nhìn như thằng học sinh cấp 3 luôn á. Bây giờ Đức Anh mà đẹp ở thang điểm là tầm 90 thì hồi xưa là cũng phải 1000 nha mọi người. Ngày xưa rất là đẹp trai. Ủa, là em không thích hình hài của anh bây giờ à? Yeah, bây giờ chê. Em nói em không thích đâu. Tức là anh đã đẹp từ ngày xưa rồi, anh hiểu không? Anh thấy ngày xưa anh xấu à. Anh chọn lại một tấm đi rồi mình sẽ làm bài tập làm văn về cái tấm hình đó. Chắc tấm này đi, anh thấy tấm này. Ê, tấm này chụp hồi nào rồi ta? Lúc này thì là cái lúc mà mình coi phim. Xong rồi uống rượu nhớ không? Đức Anh cũng không có thích uống rượu. Nhưng mà hôm đó thì mình có uống soju với nhau á. Rồi mới cho ra cái tấm hình khùng khùng vậy. Không, anh thấy dễ thương á. Mặc dù anh cũng không có nhớ chụp lúc nào. Cũng đôi xài hết nhớ rồi. Thì sao anh nhớ được? Anh nhớ em là đủ rồi. Rồi, cho em coi lại cái tấm đi. Anh còn thích tấm nào nữa không? Anh thích nhiều lắm. Nhưng mà chắc là thích nhất cái tấm đấy. Tại vì nhìn nó đáng yêu. Tấm đó thôi hả? Cái tấm nào không thích này? Dễ thương mà. Rồi, cất đi. Xíu nữa em sẽ đem cái tấm hình đó về tặng cho anh nha. Anh lấy hết được không? Được. Hai cái niệm vừa rồi thì anh cảm thấy sao? Lúc em vừa bước ra, kiểu như là cái cảm xúc kiểu nó từ trong người nó buốt lên đến tận đầu luôn á. Xong rồi kiểu anh không biết như nào nữa, nhưng mà xong rồi sau khi từ nãy đến giờ ngồi nói chuyện á thì anh lại cảm thấy vui. Anh bị em chọc nên anh vui đúng không? Không, tại vì mình cũng hay chọc nhau như vậy mà. Em cũng từng rất là hạnh phúc. Nhưng mà sau khoảng thời gian đó thì em nghĩ em cũng sẽ ổn thôi. Cuộc sống của em vẫn diễn ra như vậy.
em vẫn đi làm, em vẫn gặp gỡ bạn bè. Nói chung là mọi thứ nó tiếp tục diễn ra, chỉ là không có anh nữa, chỉ là không có anh nữa. Em cũng có theo dõi anh, em cũng có cũng để ý anh rất là nhiều luôn á, tại vì trong lòng em vẫn còn có anh mà. Nên là hầu như mọi hoạt động của anh, mọi thay đổi của anh em đều thấy. Anh có nhớ là có một lần vào đêm khuya anh có gửi một tin nhắn sau lần mà mình chia tay á, là anh gửi là anh nhớ em. Thật sự là anh khi anh vào Sài Gòn á thì anh chỉ có hai mối tình thôi, và em kiểu như là kiểu anh cũng rất là tiếc. Thật ra mình chia tay rất là êm đẹp luôn ha. Kiểu như là hai đứa kiểu ngồi lại với nhau, em có nhớ hôm đấy không? Kiểu như hai đứa khóc nhưng mà vẫn cười. Đối với anh thì lần chia tay lần đó là em đẹp đúng không? Nhưng mà mình cũng ngồi mình nói chuyện. Rồi nói chuyện xong hai đứa thống nhất là ok tạm dừng lại vì nhiều lý do. Nhưng mà thật sự là cuộc sống của em từ sau khi chia tay thì lúc nào trong đầu em cũng có hình bóng của anh hết đó. Thế tại sao em lại chọn lên đây? Mà em không nói với anh trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Tại vì anh cũng không có nói với em. Hai đứa mình giống nhau ha. Tụi mình im lặng với nhau mà. Anh có biết là thật ra cái gì nó càng gần gũi với mình mà mình không chạm vào nó được nữa, nó khổ lắm. Ngày nào em đi làm về em cũng thấy hình ảnh của anh ở đó đó, ở nhà em, nhưng mà em không chạm tới được. Anh không còn ở đó với em nữa. Khoảng thời gian trước khi gặp anh em đã rất là cô đơn. Cũng chỉ vì mình có cái tôi quá lớn. Và thật ra đối với em lúc đó, cái lời chia tay đó nó cũng chưa hẳn là chia tay nữa. Anh không còn nhớ là mình chỉ nói là tạm cho nhau thời gian để suy nghĩ. Tạm cho nhau thời gian tức là mình sẽ còn câu trả lời tiếp theo nữa, nhưng mà rồi em không nhận được câu trả lời. Em sau lần mà anh nói anh nhớ em á, em đã khóc rất là nhiều, nhưng mà em cũng không trả lời anh nữa. Em rất là cứng đầu. Như em nói là em thích anh, có thể là anh hiểu cảm giác của em, là em nói em thích anh chủ động với em, em thích được cưng chiều. Có thể là anh đã nhường nhịn em quá nhiều rồi. Nên lần đó có phải là lỗi của em không? Không, đấy không phải lỗi của em. Em là một người rất là tốt. Anh chưa từng gặp ai hiểu chuyện như em cả. Thật sự kiểu em rất là trưởng thành luôn á. Xong rồi tất cả mọi thứ đều không phải lỗi của em. Thực ra thì sau lúc mà chia tay anh á, em không thể bước tiếp với người khác. Nhưng mà em thấy hình như anh có gặp gỡ nhiều người. Em thấy mấy bạn nữ có lên đây để tỏ tình anh. Em sợ.
Nếu như ngày hôm nay em không có mặt ở đây, em sợ là anh sẽ đi về với người nào đó mà không phải là em. Rồi chuyện của mình sẽ đi vào im lặng luôn. Nên tới lúc đó anh không nói tiếp, em luôn chờ một tin nhắn là mình quay lại nha, hay là anh đã suy nghĩ kỹ rồi, anh muốn mình kết thúc hay như thế nào đó, không hề có. Chỉ là cô nói anh nhớ em rồi, bỏ mặt em suốt khoảng thời gian đó, anh không nói gì nữa. Một phần là thật ra khi anh ngồi trên chiếc ghế số 6 đó, có rất là nhiều lần kiểu các bạn lên đây á, các bạn gợi về những cái từ khóa hay là những cái câu chuyện á, về kiểu như là một người con trai hay một con gái kiểu không đủ khả năng, kiểu lo lắng cho người mình yêu hay là gì đấy thì sẽ như thế nào, thì đa số mọi người đều sẽ nói là người con trai hèn nhát. Anh thì có lúc anh sẽ im lặng, anh không phản biện lại, nhưng mà cũng có lúc anh nói. Nhưng mà thật ra là anh thấy là cái chuyện gì á thì nó cũng đều có lý do của nó. Sao anh cứ phải làm khổ mình vậy? Anh... Em biết hết chứ không phải là em không biết. Em biết là anh có tuổi thơ không có tốt, giống như là lời mà anh đã từng nói với em. Em không biết anh đã tâm sự với ai chưa nữa, nhưng em biết là anh rất là khổ, và anh không muốn em phải bị dính vào mớ bồng bông đó của anh. Nên lúc nào anh cũng giấu em hết. Anh đâu có được hạnh phúc đâu. Nhưng không có nghĩa là anh không hạnh phúc thì anh sẽ làm người khác không hạnh phúc, anh hiểu không? Vì chẳng thể nào biết trước, ở kiếp sau ta còn có thể gặp lại nhau. Vậy nên anh vẫn mãi nỗ lực. Em cũng đâu có hạnh phúc đâu, nhưng mà mình đã có nhau mà, khoảng thời gian đó mình đã thực sự hạnh phúc mà. Chính vô tình khiến em tổn thương nhiều, tình mình bỗng nhiên trở nên bế tắc. Chẳng phải cố ý, chỉ là vì yêu em. Sao em biết tuổi thơ anh không hạnh phúc? Thật ra là anh có còn nhớ cái lần mà em với anh về thăm ba của anh không? Lúc đó thì cô của anh cũng đã nói với em hết rồi. Cô nói là vì ba mà bên nhà nội. Vậy mà lúc nào anh cũng nói với em là anh vui vẻ, anh hạnh phúc. Lúc nào anh cũng muốn bao bọc em hết. Nhưng mà anh có biết là mỗi một lần anh tổn thương, anh tạo cho mình một cái vỏ bọc bên ngoài làm cái gì vậy? Người tiếp theo ôm anh là người đau khổ chứ là ai? Chẳng thể nào biết chưa, ở kiếp sau ta còn có thể gặp lại nhau. Vậy nên anh vẫn mãi nỗ lực. Em biết từ bao giờ? Dành hết bao điều tốt đẹp nhất đến em. Ngay sau hôm lần đấy luôn hả? Sao em cũng nói với anh? Em biết tính anh mà. Nếu anh muốn nói với em thì anh đã nói rồi, không có đợi tới lúc mà cô anh phải tự động nói với em như vậy hết á. Anh luôn luôn cho mọi người thấy là anh là một người rất là năng lượng, một người rất là vui vẻ, có thể kết nối với mọi người.
Tại vì anh không muốn ai hỏi đến anh hết á. Anh không muốn ai hỏi bất cứ điều gì về anh hết á. Nhưng mà cách anh làm nó sai rồi. Nó làm tổn thương cho cái người mà yêu thương anh đó. Nhưng mà anh thấy anh đang sống rất là tốt mà, đâu ai biết đâu. Em thấy anh gặp gỡ nhiều người khác lắm. Em thấy anh cũng có đi ăn uống, đi xem phim. Em thấy anh còn nhắn tin nữa, chia sẻ rất nhiều thứ. Nói chung những điều đó em đã từng trải qua với anh hết rồi. Nên em hiểu được cảm giác của mấy bạn nữ. Nhưng rồi cuối cùng mấy bạn đó cũng không được gì ngoài một cái mối quan hệ không rõ ràng hết đó. Những cái mối quan hệ với những cái bạn nó, kiểu là anh cũng cảm thấy nó không, nó sẽ không có thể nào được như một cái mối quan hệ mà anh mong muốn á. Cho nên là anh đã chủ động dừng. Nhưng mà anh vẫn không có cho mấy bạn đó một câu kết thúc, đúng không? Anh cho các bạn câu kết thúc theo những cách khác nhau, chỉ là các bạn có muốn hiểu hay không thôi. Anh phải hiểu là trong một mối quan hệ không có thể nào mà là tự hiểu được đó. Thế cái đó có thể là anh sai. Đó là kết quả của mối quan hệ giữa em với anh đó. Thật ra năm ấy á, thời gian mình quen nhau á, ba anh đổ bệnh nặng. Nói hơi quá nhưng mà thật ra là khi mà ba đổ bệnh á, xung quanh ba chả còn ai cả, chỉ còn mỗi anh thôi. Thì cái trách nhiệm đấy phải thuộc về anh. Không biết một tháng anh bay từ Sài Gòn ra Hà Nội không biết bao nhiêu lần. Tiền thuốc thang, tiền viện phí, anh phải cố gắng anh lo tất cả mọi thứ. Lúc đấy là anh 21 tuổi. Anh không biết là sau khi anh chia sẻ cái câu chuyện này ra thì có được coi là hèn nhát hay không. Nhưng mà lúc đấy anh cảm thấy là anh chỉ có thể tập trung cho anh thôi. Anh không thể lo được cho ai nữa đó. Lúc đấy anh cảm thấy quá sức của anh. Có những khi mà em rất là cần anh luôn, nhưng mà anh lại không có mặt được. Tại vì những cái vấn đề của anh á, anh còn không giải quyết được. Anh không giải quyết được những cái vấn đề của anh luôn. Anh lo tất cả mọi thứ đến năm 2021 thì anh không có lo được nữa. Và lúc đấy cũng là lúc mà bố anh mất. Anh không có tình cảm với bố nhiều nhưng mà anh cảm thấy là tôi từ nay không được gặp bố nữa rồi. Nếu mà anh ổn hơn ấy thì có lẽ bố anh đã không mất. Nó không phải là lỗi của anh. Em không muốn nhìn thấy anh khóc. Có ai mà muốn gửi lời gì đặc biệt đến một người nào đó nhưng chưa thể nói ra hoặc không bao giờ có thể nói ra không?
nước Anh. À, cái này liên quan đến người em thích ạ. Thì ngày xưa thì em có thích một người á, nhưng mà lúc đấy em chưa có ổn. Nói chung là về tất cả mọi thứ, công việc rồi tiền bạc các thứ ấy, thì em, bạn đấy là một người đã có sự nghiệp ok rồi và ngoại hình cũng ok, kiểu như cái khoảng thời gian đấy em đến với bạn đấy ấy, thì có thể vẫn được, nhưng mà em nghĩ là nó sẽ kết thúc. Lúc đấy em suy nghĩ là kiểu thôi để mình ổn rồi á thì bắt đầu mình mới nói cái lời đó ra. Nhưng mà đến bây giờ thì em lại hết thích bạn ấy rồi. Em biết anh nói về ai đúng không? Vậy là em vì những thứ chưa từng tới để kết thúc thứ mình đang có. Em thấy là nếu mà mọi người á muốn nói gì thì muốn gì thì cứ kiểu bộc lộ ra. Tại vì không biết là thời gian sau là mình sẽ như thế nào ấy. Em không biết là trong đoạn clip đó em không có chắc là anh nói về ai á. Nhưng mà lý do anh nói là anh sợ anh không thể lo cho người con gái đó. Anh sợ anh không đủ kinh tế. Vậy thì lý do mà mình chia tay nhau á, có phải là lý do đó không anh? Như anh vừa chia sẻ á, cái thời điểm đó anh sự nghiệp còn chưa tới đâu, tiền kiếm cũng chả nhiều. Nói chung là anh biết là em cũng chẳng có cần những cái thứ mà nó quá là xa vời hoặc là đắt đỏ hay là gì đấy. Nhưng mà ở một vị trí của anh không chắc những người con trai ở kia nó sẽ như thế nào. Nhưng mà khi anh yêu ai á thì anh luôn muốn là anh sẽ giành được tất cả những thứ tốt nhất cho người đó. Lúc đó anh chưa có gì, vậy còn bây giờ thì sao? Anh đã có chưa? Bây giờ thì anh đã có, anh có tất cả rồi. Vậy tại sao tụi mình không cho nhau một câu trả lời đi? Anh nói là mình chia tay tại vì anh sợ không lo được cho em. Anh không lo được cho em, anh cũng không lo được cho anh hết. Anh chả làm được cái gì cả. Nhưng mà mình cố gắng được mà. Em đâu có đòi hỏi đâu. Vậy bây giờ anh có rồi, anh có tất cả rồi, em cũng có tất cả rồi. Em vẫn chờ anh, chờ câu trả lời từ anh. Nhưng mà một năm, hai năm, rồi gần ba năm, cuộc sống của anh thì có thêm nhiều người mới xuất hiện hơn nữa. Em muốn nghe câu trả lời luôn hả? Em muốn gửi tới anh một cái đoạn clip này. Anh xem nha, trước khi anh trả lời. Clip kỷ niệm đúng không? Lòng con phương người cũ con thương, nghe sao thật đau xót, đau ở chữ cũ xót ở chữ thương, bởi vì người cũ nhưng có sao lại còn thương. Em gặp người mới bỏ rơi lại tôi, dặn lòng sẽ quên nhưng càng quên lại càng nhớ. Dại khờ nên yêu em đến bây giờ, tay chẳng còn nắm nhưng lòng còn vương, người cũ còn thương, nghe sao thật đau xót, đau ở chữ cũ xót ở chữ thương, bởi vì I'm not afraid to die.
mình đứng lên nha. Bây giờ em muốn nghe câu trả lời của anh đó. Thời gian là cái thứ đáng sợ nhất đó. Nó làm thay đổi tất cả. Ngày đấy mình vì những lý do khác nhau á mà dừng lại. Cứ nghĩ là sau một thời gian rồi mình sẽ, khi có đủ tất cả mọi thứ á, rồi mình sẽ quay lại với nhau. Có một tập á, anh bấm tỏ tình ngược chị Chi, em biết không? Em biết tập đấy đúng không? Tập vừa rồi mình có chiếu á. Cái lúc đấy anh ngồi đấy là anh nhớ đến em luôn. Tại vì á, cái thời gian nó đáng sợ lắm. Nếu mà mình không nói ngay cái lúc đó thì mọi thứ nó sẽ thay đổi. Và cảm xúc nó cũng vậy. Đã 3 năm rồi. Nhưng mà cuối cùng anh vẫn không cho em câu trả lời. Trong suốt 3 năm rồi anh đã gặp nhiều mối quan hệ khác nữa. Vậy thì rốt cuộc với anh, mối quan hệ của anh với em là cái gì? Anh sẽ cho em câu trả lời bây giờ. Thực ra thì sau lúc mà chia tay anh á, em không thể bước tiếp với người khác. Em sợ nếu như ngày hôm nay em không có mặt ở đây, em sợ là anh sẽ đi về với người nào đó mà không phải là em. Em là một người rất là tốt. Anh chưa từng gặp ai hiểu chuyện như em cả. Anh không còn nhớ là mình chỉ nói là tạm cho nhau thời gian để suy nghĩ. Tạm cho nhau thời gian tức là mình sẽ còn câu trả lời tiếp theo nữa. Nhưng mà rồi em không nhận được câu trả lời. Cảm xúc của anh bây giờ á, với em thì nó đã không còn nữa rồi. Tay chẳng còn nắng, nhưng lòng còn phương. Người cũ còn thương, nghe sao thật đau. Có thể là anh đã sai khi anh không nhắn tin, anh nói là mình quay lại đi hay như thế nào, hoặc là không quay lại hay như thế nào. Có thể là anh rất là dở cái chuyện đó. Cái tính cách của anh á, chắc anh không biết sao để thay đổi nó nữa, nhưng mà anh không thể nào mở lời anh nói được một cái như thế. Anh biết tính em mà. Thật ra thì em cũng biết tính anh mà. Em đã chủ động bước lên đây rồi. Khi em bước lên đây thì cái cảm xúc của anh nó đã không còn nữa. Anh ước là nó đến sớm hơn. Vậy tại những lúc anh nghĩ về em như trong đoạn clip lúc nãy anh vừa nói á, anh nói anh đã nghĩ về em mà. Anh đã nghĩ về em và lúc đấy anh đã có câu trả lời trong đầu luôn. Trong khoảng thời gian đó, anh đã có một lần nào khác nghĩ về em ngoài những cái lần như bây giờ không? Khoảng thời gian đầu thì có. Tại sao anh không cho em câu trả lời? Anh cũng không biết nói như thế nào. Anh bảo là anh nhớ em nhưng mà anh không cho nó tiến triển thêm nữa. Anh nhớ là anh để đó à. Cái lúc anh nói anh nhớ em á, lúc đấy anh đã rất tuyệt vọng luôn á. Kiểu như là lúc đấy rất là nhiều thứ nó bao vây anh luôn á. Từ chuyện của bố, chuyện công việc. Như em đã nói với anh rồi, lúc đấy có rất là nhiều chuyện nó đến với anh. Và anh không thể nào mà anh chăm chăm vào chỉ vì một mối quan hệ của anh được. Lúc đấy thật sự là quá sức của anh. Anh không thể nào mà lại với em với anh mà sao anh cứ lấy lý do. Anh, cái đấy không phải lý do. Anh chưa bao giờ lấy cái lý do. Nếu anh lấy cái đấy là lý do á thì anh đã nói với em từ rất là lâu rồi, chứ không phải là hôm nay anh mới nói.
Tại vì anh biết cái đó là không giải quyết vấn đề gì cả. Vậy thì anh tính ngồi ở cái ghế đó tìm rung động thật sự hả? Em hỏi là anh có nghĩ về em không đúng không? Có chứ. Anh cũng nghĩ về em chứ, nhưng mà cái lúc anh nghĩ về em á thì ạ, đấy là cái lúc mà anh nhận ra được cái cảm xúc của mình rồi á, là nó đã không có còn nữa rồi. Vậy lúc mà anh gặp gỡ mấy cô gái khác thì anh có cảm xúc như người ta không? Anh có. Vậy tại sao người ta lên đây tỏ tình anh từ chối? Anh muốn ngồi tới ghế đó tới khi nào? Tức là anh sẽ có hai điều muốn nói với em. Điều thứ nhất là anh đã hết cảm xúc với em rồi. Anh thật sự rất là xin lỗi vì điều đấy. Cái điều thứ hai là sau hôm nay thì anh sẽ... nhường chiếc ghế đấy lại cho một người khác. Và anh sẽ rời chương trình. Anh cảm thấy chương trình không còn phù hợp với anh nữa. Trước khi anh tham gia chương trình á, anh đã tưởng tượng là anh sẽ có những phút giây rất là vui luôn á. Nhưng mà lần nào anh được lên tỏ tình xong rồi cũng khóc, rồi cũng đau khổ rồi kia. Anh thật sự chính anh cũng không tưởng tượng được là nó lại như thế này á. Nên là ngay giây phút này thì anh quyết định là anh sẽ dừng lại. Có lẽ là anh không phù hợp với nó nữa. Thật ra thì em lên đây em chỉ muốn nghe câu trả lời của anh thôi. Mặc dù là em còn tình cảm với anh, nhưng mà sau khi anh trả lời vậy rồi thì từ giờ em sẽ không yêu anh nữa. Em sẽ bước tiếp cuộc sống của em. Em hãy bước tiếp đi. Tại vì em xứng đáng với điều đấy, chứ không phải đợi chờ một mối quan hệ như với anh. Em không muốn giữ cộng dây chuyền này nữa. Đôi tay run run, ôm con tim đầy vết xước. Ta lạc mất nhau, nếu có ngày sau, ai sẽ thay em yêu lại anh? Buổi chiều hôm ấy mình ngược hướng nhau. Em cảm ơn anh vì quay lại được phút đầu. Em cảm ơn anh vì khoảng thời gian đó và cuộc đời dạy em không hờn ghét. Và những gì thật nhất mà anh đã nói với em bây giờ. Em biết thương cho thân mình. Em đi nha. Bên kia ấm êm, bên này mưa.
Thôi mà lại đây. Không có ai trách em la em đâu. Thôi. Ngoan nào. Giá như mọi người biết là cái thời gian mà Đức Anh được mời đến chương trình lần đầu tiên của cách đây 1 năm rưỡi á, thời gian đó là thời gian mà gia đình Đức Anh có biến cố lớn nhất. Chúng ta có thể biết hình ảnh của một trap boy với những cô gái đến và trách cậu ấy rất là nhiều, nhưng chúng ta không thấy được một cậu trai thiếu thốn tình cảm như thế nào. Chỉ có thể trông chờ vào những cô gái nào đó có dáng dấp của một người thông cảm và tâm sự với cậu ấy. Sao cũng được, trap boy cũng được, bad boy cũng được, nhưng ở trong đó vẫn là một cậu bé mà. Cậu bé cũng chưa biết mình phải trả lời như thế nào với một tá những câu hỏi như thế này. Nhưng điều đó không có nghĩa là Kim Thanh có lỗi hay là Đức Anh có lỗi. Hai người đứng cãi nhau, vậy thì đây có phải là một mối quan hệ tốt nếu hai người quay trở lại không? Những câu hỏi này đâu có cần câu trả lời nữa đúng không? Mọi người sẽ chia tay Đức Anh ở đây. Đây là một số rất đặc biệt, bởi vì chính chúng ta sẽ soi mình vào trong sự cô đơn, sự dựa dẫm một ai đó trong một khoảng khách nào đó, để rồi chúng ta nghĩ là không ai biết được điều đó hết. Nhưng người đó trong tiềm thức sẽ quay trở lại và đòi hỏi một cái kết thúc rõ ràng. Và không có ai được lợi cả về tình cảm và niềm vui trong cái trò chơi này cả. Người mà đặt bẫy thì cũng sẽ rơi vào bẫy của chính mình một ngày nào đó thôi. Đức Anh rời ghế này rồi, bạn ấy cũng đã trưởng thành và học được rất là nhiều bài học về tình yêu. Nên mọi người hãy mở lòng và nhìn thấy được tất cả những cái nỗi khổ tâm của Đức Anh, những nỗi cô đơn của bạn ấy, những lý do mà chúng ta cần phải nhìn thấu hơn để thông cảm. Ai cũng chỉ là một cậu bé và cô bé cần được mọi người yêu thương. Cậu ấy sẽ học được thật nhiều bài học, mọi người hãy mở lòng với Đức Anh nhé. Và từ số này chúng tôi sẽ gửi lời tạm biệt đến Đức Anh, chàng trai ở ghế số 6. Các bạn có muốn gửi lời gì trước khi chia tay Đức Anh không? Em đồng cảm với anh. Tại vì em cũng mất ba ấy, nên là em vẫn đồng cảm với anh. Khi mà mới tham gia chương trình này á, thì Đức Anh cũng còn nói với em là em biết chị ở trên TV á, em xem một cái phim TikTok á, em ấn tượng với chị lắm luôn, chị diễn như không diễn á. Đấy, cậu bé rất là đáng yêu mà lần đầu tiên gặp chị em quý chị em luôn ấy. Mà em không hiểu sao là ôm mới lần đầu gặp mình mà quý mình rồi. Mà giờ, khi mà em theo dõi Đức Anh trên Facebook hay là những cái bạn khác đây, tỏ tình Đức Anh ấy, em cảm nhận Đức Anh là một bạn sống rất là tình cảm, sống rất là thật ấy. Có thể là có những cái mớ bong bong mà bạn ấy chưa dám bước ra hoặc là chưa xử lý được. Nhưng mà thực sự để mà nói Đức Anh là một người bạn rất là tốt. Và chị cũng rất quý em, chị rất muốn ôm em một cái để an ủi em. Sao mà đi nhanh thế? Hả? Em dừng được rồi. Em không... không muốn ngồi ghế đó nữa. Em... gặp Đức Anh là cách đây cũng... 2-3 năm rồi nhỉ? Cũng lâu. Thì ấn tượng đầu tiên của em với Đức Anh là một... chàng trai rất là hiền, rất là dễ thương, kiểu ngại ngùng á. Nhưng mà... thật ra thì em cũng không biết nhiều về Đức Anh, tại vì chỉ gặp đúng một lần làm việc chung thôi. Mà hôm nay nghe mà những cái câu chuyện về gia đình của Đức Anh á, thì em kiểu em không nghĩ là Đức Anh mới trải qua nhiều chuyện như vậy á. Em cảm thấy là thật sự là Đức Anh rất là mạnh mẽ á. Kiểu bạn ấy luôn nén những cái đau buồn lại và thể hiện mình là một người vui vẻ và một người hiền lành á. Thì chị có thể ôm em một cái được không? Tại chị không biết khi nào mình có cơ hội gặp lại nhau nữa. Em nghĩ là chuyện tình cảm á, thì tất nhiên là em đứng về phía phụ nữ thì em cũng sẽ có những điểm mà em không đồng ý với Đức Anh. Đó là em cũng rất là ghét sự im lặng, nhưng mà với tư cách là một người bạn á, thì em hiểu được. Tại vì em thấy chuyện tình cảm á, là không có đúng hay sai hết. Nên là em cũng mong là mọi người đang xem chương trình này thì đừng có để lại những cái lời bình luận nặng nề với Đức Anh. Tại vì mọi người thấy thái độ của tụi em là biết tụi em yêu quý Đức Anh như thế nào nên là... Yêu quý hay chán ghét là quyền cảm xúc của mỗi con người. Chúng ta sẽ không thể quyết định thay cho mỗi người. Giống như là Đức Ứng sẽ có một vài lời cuối cùng cho Đức Anh trong chương trình nhé. Sau hôm nay em cũng xin phép rời ghế này luôn. Em đâu có làm gì trong câu chuyện này.
Tại sao em lại rời ghế? Em cảm thấy chiếc ghế đấy khá áp lực với em. Em đến đây tìm tình yêu. Em cảm thấy là những bạn lên tỏ tình em xứng đáng với một người mà, hoặc là em đã làm bỏ lỡ những sự lựa chọn của các bạn. Ví dụ có một bạn ở nào ở đấy thì cũng có thể là ra về cùng bạn nữ đấy. Em ngồi ghế này em cảm thấy khá là áp lực và em đánh mất cơ hội của nhiều người. Nên là em xin phép rời ghế. Nếu mà Đức Ứng thật sự quyết tâm, quyết liệt muốn rời ghế cùng Đức Anh thì cũng không ai cản được. Điều đó là quyết định của riêng em. Nhưng chỉ muốn em rời đi cùng Đức Anh với một tâm thế là không phải là kẻ thất bại trong tình yêu, không phải là một người gây ra những tội lỗi, không phải là một sát thủ của tình trường, mà như là một người đã tốt nghiệp cái khóa đầu tiên của lớp học tình yêu. Tình yêu không phải là hoa hồng, tình yêu không phải là trà sữa và kẹo ngọt. Tình yêu đôi lúc là sự đối mặt và đi xuyên qua nỗi sợ và nhận lấy trách nhiệm về mình. Những ký ức về chương trình mong rằng mọi người sẽ giữ lại và biết rằng tụi em là một phần thanh xuân tươi đẹp mà các bạn nữ đến đây, mà em đã cho các bạn ấy cơ hội để đối mặt với thanh xuân của chính mình và quyết định của mình. Nếu vậy, chúng ta sẽ tôn trọng quyết định của Đức Ứng và Đức Anh và mong rằng các bạn sẽ ủng hộ các bạn ấy ở một vũ trụ khác, vũ trụ đời thật với rất nhiều những lầm lỗi. Hy vọng rằng mọi người sẽ bao dung hơn cho tình yêu của chính chúng ta chứ không phải chỉ trong lớp học này. Và hẹn hò Hoàng Mỹ vẫn ở đó, tỏ tình Hoàng Mỹ vẫn ở đây. Kênh YouTube của chúng tôi vẫn chào đón quý vị. Lớp học vẫn sáng đèn vào lúc 19:30 vào thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube Official Hẹn Hò Hoàng Mỹ. Chương trình với sự đồng hành của Wow Day. Đây là ứng dụng hẹn hò đầu tiên khuyến khích cho người dùng có thể tạo buổi gặp gỡ và hẹn hò nhau ngoài đời thực với châm ngôn. 100.000 lời chat không bằng một lát bên nhau. Quý vị có thể thử trải nghiệm bằng cách là chúng ta sử dụng trên nền tảng iOS hoặc Android đều được ạ. Và mong rằng mọi người sẽ ủng hộ chương trình, ủng hộ cho hành trình của các chàng trai dù ở vũ trụ nào đi chăng nữa. Giọt nước mắt ở đây là thật, nụ cười là thật, tình anh em là thật. Những sự hờn dỗi, tranh cãi, những sự chất vấn, sự giằng xé đau đớn cũng là thật. Và tình yêu là thật, nhưng nó không mãi mãi ở đó. Vì cá hộp cũng có hạn mà, mì gói cũng có hạn, thì tình yêu cũng có lúc hết hạn. Mong rằng chúng ta sẽ luôn tìm được cách để gia hạn được tình yêu của mình, như là gia hạn cuốn hộ chiếu passport cứ mỗi 10 năm lại hết. Chúng tôi xin chúc cho quý vị thật nhiều niềm vui, bình an và tình yêu luôn ở khắp muôn nơi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chẳng thể tin rằng em vẫn cứ đợi một người như anh từng khiến cho em tổn thương đến thế. Nhớ không? Đây là cái nơi mà anh ở nhà em mấy ngày liền, bấm điện thoại chỉ để ở bên em. Và làm gì đấy? Vì anh biết chẳng thể bên nhau, phải để mình em chịu ngàn cơn đau. Có xa rời nhau mới biết ai sẽ là người tốt hơn. Giờ đôi tay ngày càng xa hơn, mình càng nắm nhưng lại càng buông. Đến khi nhận ra chỉ là những yêu thương phôi phai. Đã đến lúc phải nói ra lời chia tay, dù cho tổn thương đến mấy, dừng lại sẽ thôi đớn đau. Và đây là một cái cọng dây chuyền nó đơn giản thôi, nhưng mà em đã mang nó từ lúc mà anh tặng em cho tới tận bây giờ. Những tấm ảnh sẽ vẫn luôn ở đó, chỉ có người thay đổi thôi. Hay chọc gậy bánh xe lắm nha. Không hề. Hôm đó tụi mình chưa có gì hết, nhưng mà tụi mình đã rất là vui, rất là hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ anh có tất cả, em cũng có tất cả, thì mình lại mất nhau rồi. Cơn đau có xa rời nhau mới biết ai sẽ là người tốt thương. Giờ đôi tay ngày càng xa hơn, mình càng nắm nhưng lại càng buông. Em không muốn giữ cộng như chuyện nữa. Những yêu thương phôi phai.
Wow đây, ứng dụng hẹn hò đầu tiên khuyến khích người dùng tạo một buổi hẹn và gặp gỡ nhau ngoài đời thật. Bây giờ xin mời mọi người sẽ cùng gặp gỡ Dương Minh Đăng. Wow. Hi. Ngày hôm nay em muốn mời Binat lên sân khấu để mà tỏ tình, nhờ Binat chuyển lại phần tỏ tình đó cho một bạn trong nhóm hả? Hay sao? Em tới đây thì để tỏ tình.